Audio Jump. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Chia Sẻ Free. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật để có thể xem được link YouTube mà các bạn đã share trên Facebook và xem trực tiếp bằng app chứ không phải xem bằng cái trình duyệt của Facebook. Vì xem bằng app thì nó rất là mượt và nó dễ thao tác hơn và các bạn cũng dễ xem hơn nữa. Như ví dụ ở cái trường hợp này, đây mình có một cái link YouTube thì mình sẽ bấm vào. Khi bấm vào các bạn thấy không, là nó sẽ ra một cái trình duyệt này là của Facebook. Đó, nó vào như vậy. Các bạn coi như thế này thì các bạn vẫn coi được nhưng rất là khó. Để các bạn xem, các bạn chạy tới chạy lui thì cũng rất là khó. Đó, chạy tới chạy lui, tôi tới lui thì nó rất là khó. Các bạn xoay màn hình cũng khó nữa. Như bây giờ mình muốn like phải không? Mình bấm vào like. Nhưng mà khi like chúng ta, nó bắt chúng ta phải đăng nhập, nó rất là phiền. Chúng ta coi bằng app thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản hơn. Thì chúng ta chỉ cần like, thì trong app thì chúng ta đăng nhập sẵn rồi, chúng ta chỉ cần like là nó like thôi. Hay các bạn muốn lưu vào danh sách nè thì cũng rất là dễ, để các bạn xem sau này á rất là dễ hơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật này thì các bạn sẽ thoát ra hết cho mình nha. Các bạn bắt ra hết và các bạn vào cái phần ba gạch ở phía bên tay phải của mình đó, trên cùng á, phải không? Đây mình bấm vào nó sẽ ra cái menu như thế này. Các bạn bấm vào cho mình là cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó ở phần này thì các bạn chọn cho mình là cài đặt. Trong phần này các bạn sẽ kéo xuống và các bạn tìm cho mình một cái phần đó là phương tiện và liên hệ. Các bạn bấm vào. Đây, ở đây là cái mục các bạn cần tích. Mình không nhớ lầm, hình như mặc định là nó các bạn sẽ không có được không tích vào cái phần mà tải lên ở dạng HD. Ở hai cái phần này các bạn thấy không? Tải dạng HD nè. Nếu mà các bạn chưa bật thì các bạn bật lên luôn đi nha, để các bạn tải lên nội dung nó được đẹp hơn. Mình nhớ là mới cài thì nó chưa có bật đâu. Đây nè, ở đây cái phần này là mở liên kết ra ngoài. Các bạn thấy mở liên kết ra ngoài đúng không? Các bạn bật lên cho mình. Đây, mở liên kết ngoài. Và từ đây các bạn sẽ mở những cái link YouTube thì nó sẽ chạy thẳng qua cái app YouTube luôn. Các bạn chỉ coi thôi, rất là tiện. Mình sẽ thử lại nha. Mình vào một cái link YouTube. Đây, đây là youtube.com. Mình sẽ click vào. Thấy không? Nó sẽ nhảy trực tiếp qua YouTube luôn. Trực tiếp như thế này thì coi rất là dễ. Không, coi bằng ứng dụng này là cực kỳ dễ luôn, cực kỳ mượt luôn. So với cái thằng mà của trình duyệt Facebook là hàng coi chứ không phải là cái hàng mà nên khuyên. So với trình duyệt Facebook thì coi rất là giật clap, mình ghét là cực, mình cực kỳ ghét. Không, coi rất là mượt, các bạn có thể coi thêm những cái khác từ YouTube. Rất là hay. Và khi không chỉnh các bạn sẽ khó, rất là khó coi. Ok, vậy là phần video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và nếu cảm thấy video này có chút xíu gì đó thú vị và hay ho thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.